không phải anh nói sẽ đi cùng em sao tự chơi mình đi giọng nói này lục tây kiêu anh xem em nhảy có được không đó là bạn gái mới của cậu ấy à cũng đúng đã hai tháng rồi lúc trước cậu ấy không độc thân lâu như vậy oa wow. giỏi quá lại lần nữa đi không phải anh đồng ý xem em nhảy sao? Móc. Ôi, đứng đó. Còn ôn thêm câu nữa, tôi sẽ ném cô ra ngoài. Sao anh lại không ga lăng gì hết vậy, phí cả khuôn mặt đẹp trai này? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Em gái, cái này có thể đổi được không? À, được. Mấy điểm này gần như có thể đổi lấy quả ở cột này, chị xem có thích cái nào không? Ừm. Móc khóa kia khá dễ thương. Muốn màu hồng sao? Khượng lại. Ừm ừm. Hóa ra cái móc khóa kia là cậu ấy thắng được ở đây, hiện giờ thì hay rồi, mình cũng có một cái. Cướp lấy anh làm gì thế? Ai cho phép cô lấy? Đây là thẻ của ông. Sao anh lại hẹp hòi như vậy chứ? Đẹp trai mà hẹp hòi như thế thì không ai thích đâu. Tôi cần cô thích à? Anh, cái... Đó, trong thẻ của cậu có mấy vạn liền, móc khóa chỉ cần hơn 2.000 điểm, không ảnh hưởng bao nhiêu đâu. Chú Vãn, cậu đang hào phóng thay tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? lục tây kiêu anh là đồ khốn em không muốn gặp lại anh nữa a à, kiêu mày với em gái tao cãi nhau à nó tức giận gửi giọng nói cho tao chửi mày kìa đây là lần đầu tiên tao thấy một cô gái nói không bao giờ muốn gặp lại mày cô gái vừa nãy là em gái của tưởng phàm gửi giọng. Đúng lúc, tao chưa bao giờ thấy em gái mày phiền như vậy. Cười trộm, cậu cười cái gì? Không có gì, cậu không đuổi theo sao? Không nghe thấy tôi nói với tưởng phàm à? Cũng không phải bạn gái của tôi, tôi đuổi theo cái rắm. Sửng sốt. Cho dù là bạn gái của cậu, cậu cũng sẽ không đuổi theo. chu Vã, mấy ngày không gặp, cậu hiểu chuyện hơn rồi đấy